ai cùng tô bức tranh này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô mái tóc màu vàng. Tiếp theo mình sẽ tô màu đỏ. Cái này mình sẽ tô một tí. Cái này sẽ tô màu tím đậm. Cái này sẽ tô màu hồng. Bông hoa mình sẽ tô màu đỏ. Cái này sẽ tô màu xanh. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.